trước tình hình diễn biến phức tạp tại Ukraine, việc sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine về nước đang được Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch cụ thể đón người Việt trở về nước ngay trong thời điểm đường bay bị ảnh hưởng. Vâng, thưa ông Đinh Việt Sơn, theo kế hoạch chúng ta sẽ đón người Việt về nước tại 6 sân bay. Cho đến thời điểm này thì kế hoạch đó có thay đổi gì không thưa ông? Cho đến thời điểm hiện nay thì hãng hàng không Việt Nam là bay đến Moscow thì chưa bị ảnh hưởng. Còn nếu mà bay đến các cái nước khác trong khối EU, ví dụ như là Pháp, Đức, Anh, Mỹ thì là nếu mà trong tương lai một khả năng tiến triển và lan rộng nữa có thể có ảnh hưởng. Còn hiện tại thì vẫn là đang hoạt động bình thường. Cái việc ảnh hưởng như thế nào sẽ phải tính toán cái việc lập cái đường bay không lưu trong tương lai nếu mà chiến sự lan rộng nữa thì khả năng có thể là bị ảnh hưởng bởi vì là một phần không phận của Nga có thể sẽ bị đóng cửa. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Cục Hàng không và các hãng hàng không đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về Việt Nam. Vậy đến thời điểm này, Cục Hàng không và các hãng hàng không đã chuẩn bị ra sao ạ? Cục Hàng không Việt Nam thì cũng đã có văn bản gửi cho tất cả các hãng hàng không Việt Nam tính toán cái phương án về tàu bay, về kỹ thuật, về nhân lực vật lực để sẵn sàng bay để có sơ tán công dân của chúng ta đang mắc kẹt ở Ukraine do chiến sự. Thế thì chúng tôi có đề xuất với Bộ Ngoại giao là với công dân chúng ta đang kẹt ở Ukraine thì rõ ràng chúng ta không thể bay tới Ukraine được. Và công dân chúng ta cần phải sơ tán sang cái nước làm riêng. Lúc đấy thì chúng ta mới lập cầu không để bay tới để sơ tán công dân về nước.